Hôm nay mình tiếp tục làm tiếp một cái mẫu đá trắng nha mọi người. Hôm bữa mấy anh em hỏi là các mẫu đá trắng để làm ốp lavabo mặt tiền gì đó, thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng tìm hai kho nha. Cái này là kho Sài Gòn Long Tinh và kho Trường Hải nha mọi người. Hôm qua hôm trước mình cũng có một cái clip kho Trường Hải để lên những cái mẫu đá trắng cho mọi người tham khảo rồi đó. Hôm nay mình sẽ kết hợp giữa kho Trường Hải và Sài Gòn Hân Thịnh nha. Đây là các mẫu đá ở trong kho nha mọi người. Hôm nay mình sẽ cắt mẫu đá trắng lên để cho mấy anh em mà hôm trước hỏi mình để có được những cái mẫu đẹp nha. Đá trắng thì rất là nhiều mọi người. Hôm nay ốp mấy cái dòng đá như thạch anh, ma bồ nha. Thạch anh với ma bồ nha mọi người. Cái tấm đá này cũng thuộc màu trắng nhưng mà cái này gọi là trắng đất á, giống hơi giống màu cà phê sữa mọi người, nhưng mà mình cũng thấy nó trắng trắng cho mình ốp lên luôn nha. Cái màu này cũng khá đẹp. Mọi người thích màu gì thì có thể comment bên dưới để hôm nào mình sẽ tổng hợp các kho rồi mình biết những kho nào có những mẫu màu gì để mình sẽ up lên cho mọi người lựa chọn nha. Cái này thì lắm lúc là người thích màu xanh, người thích màu đỏ, người thích màu vàng chẳng hạn, thì anh em nào thích cái màu nào có thể comment mình sẽ cố gắng đi các kho, mình sẽ sưu tầm cái mẫu đá đẹp á, những cái màu đó mình sẽ up lên cho mọi người xem nha. Đang nhiên cái mấy cái mẫu này cũng khá đẹp mọi người. Mình quay lên đây á, thì mình quay bằng cái điện thoại Galaxy 7 chắc thì cái màu nó không được đẹp bằng mọi người xem trực tiếp nha. Nếu mọi người thích xem trực tiếp thì có thể liên lạc với kho. Chút nữa cuối clip á, mình sẽ up số điện thoại của hai kho lên, có gì mọi người liên lạc nha. Đây ở kho này là Sài Gòn Hưng Thịnh có rất là nhiều các dòng đá marble mọi người. Marble ta làm rất là nhiều nha. Hôm bữa Sài Gòn Tịnh mình có đá úp mấy clip rồi đó, nhưng mà đá thì rất là nhiều, úp thì không hết nổi đâu. Đây mọi người thấy mấy cái màu này rất là khá xinh. Đây, mình thấy tất cả những cái biệt thự người ta hay dùng mấy cái mẫu đá này lắm mọi người. Đây, tên của nó nha mọi người. Đây, Thổ Nhĩ Kỳ nha. Mấy cái dòng đá này khách hàng người ta mua rất là nhiều, vì mình làm bên vận tải cho nên mình hay chở những dòng đá này, cho nên mình biết là những dòng đá này đang được ưa chuộng nha. Cho nên hôm nay sẵn mình up lên để cho mọi người tham khảo nha. Thì dòng đá nào chở nhiều thì mình biết là nó đang hot mà. Đang hot thì khách hàng mới mua nhiều. Mấy cái tấm đá này cái màu nó cũng khá xinh đó. Rất là giản dị nha mọi người. Trắng không trắng mà đục không đục, nó rất là vừa mắt, bắt mắt luôn. Mình thấy rất là thích. Mấy cái này mà lên trên mặt tiền hoặc là ốp trong nhà đó mọi người, rất là ok luôn. Đây, trong kho này rất là nhiều marble nha. Ở đây có mấy cái kiện đó, mấy cái khung sắt ở trước đó, người ta để hàng nguyên một dãy để bỏ đá vô mọi người, nhiều khi để khỏi bị nguy hiểm đó. Ví dụ lật đá ra khách hàng đứng xem đó, nó cũng không có ngã ra được, cho nên cũng rất là đỡ nha. Cái này mình thấy rất là hay đó. Đây cái màu đá này khá đẹp nè, này ma bồ cao cấp ạ. Đây nguyên một dãy luôn, quá trời là đá luôn. Thì tất cả này là marble hết nha mọi người, rất là nhiều á. Mình chỉ quay từng dãy phía ngoài này thôi, mình không quay từng tấm ở trong. Nếu quay từng tấm trong rất là nhiều lắm, mình chỉ quay những cái tấm mà là mẫu tượng trưng thôi nha. Coi như một dãy thì có một tấm tượng trưng, mình sẽ quay một tấm để tượng trưng cho cái mẫu của một cái lô hàng đó. Đây mấy cái tấm này khá đẹp.
mấy cái màu này dạy ra mọi người đến mà xem tận cái mẫu đó, nó rất là sáng và đẹp nha. Nó màu kem thổ, kem thổ thì cái màu này nó không có trắng nhưng mà nó hơi giống phê sữa, nhìn nó đẹp, khá đẹp quá mọi người. Đây như một dễ trong quá trình đây nè. Mấy cái dòng đá này marble với thạch anh nha mọi người. Hôm nay mình giới thiệu marble với thạch anh nha, để mọi người biết nó khác rồi nước, mọi người nhìn kỹ nó khác rồi nước nha. Rồi nước với onyx nó khác nhau đó, nếu nhìn cái sớ và nhìn tấm đá nó khác nhau. Để hôm nào mình sẽ sưu tầm một số mẫu, ví dụ như một số mẫu mình lấy 3 tấm của granite, 3 viên của marble và 3 viên onyx và 3 viên nhân tạo. Mình sẽ phân biệt nó ra để cho mọi người xem nhé. Bữa mình cũng có nói mình làm cái clip đó nhưng mà mấy bữa nay mình sưu tầm chưa đủ các cái mẫu, do mình phải chọn những cái mẫu đẹp đẹp, những cái mẫu dễ hiểu mình mới up lên được. Để hôm nào đây mình sẽ làm một cái clip để cho mấy anh em và mọi người chưa biết á thì có thể tham khảo nha. Thì mọi người không biết cái đá nào là đá tự nhiên, đá nào là đá nhân tạo hoặc đá nào đá ở đất á, thì mình sẽ nói và phân biệt cho mọi người xem nha. Thì chắc cũng gần đây thôi mình sẽ làm những cái video cho mọi người tham khảo. Mấy cái dòng hôm nay mình quay lên đó thì khách hàng dạo này người ta hay mua những cái dòng marble này nè, người ta ốp có lẽ là nó rất là bắt mắt cho nên mình thấy người ta mua rất nhiều, cho nên mình sẵn mình úp lên để cho mọi người tham khảo nha. Những cái dòng đá phía bên này là bên kho Trường Hải nè, kho Trường Hải này có rất là nhiều cái dòng đá trắng này. Đó, hôm bữa mình up cái clip rồi nhưng chưa hết, hôm nay mình lại tiếp tục phối hợp giữa kho Trường Hải và kho Sài Gòn Hưng Thịnh nha. Thì hai kho này mình tìm trong hôm nay có những dòng đá trắng mình sẽ up lên thôi. Ở đây cũng khá nhiều borax và trắng ý rồi mọi người. Đá Hậu Trường nó rất là nhiều tên và rất là nhiều dòng cho nên nên mình chỉ quay và cái tấm nào nó có tên tuổi thì mình đưa lên nha. Còn bình thường nói nhìn vô mà nói cái tấm đá tên gì á thì mình cũng rất là rành nhưng mà lắm lúc gấp quá mình cũng sẽ quên nha. Thôi hôm nay mình sang kho Trường Hải là kho cuối cho nên mình sẽ kết thúc lại ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip mới vào ngày mai nhé. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.